Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Hôm nay Diễm chia sẻ một công thức món chè dưỡng nhan với nguyên liệu đơn giản và cách nấu cũng vậy luôn. Món chè này mình có thể nấu để cho gia đình thưởng thức, hoặc là khi gia đình mình có tiệc hoặc là có khách á, mình có thể nấu sẵn rất là tiện. Cách nấu như thế nào? Thì bây giờ mình cùng vào bếp nấu món chè dưỡng nhan này với Diễm nha. Nguyên liệu đầu tiên để nấu món chè này đó chính là nhựa đào. Mình cần 100 g. Nhựa đào thì mình mua ở trong chợ Á ha. Nhựa đào này là nhựa tiết ra từ những cái vết nứt ở trên cái cây đào. Thì nhựa đào nó có cái màu hổ phách như vậy. Và khi mà mình ngâm thì sẽ nở ra rất là to. Nhựa đào thì có tính thanh mát và cũng có hàm lượng protein cao. Thì vậy khi ăn mình cũng cần lưu ý tí xíu. Chút nữa Diễm sẽ nói rõ hơn nha. Nhựa đào này á, mình sẽ cho vào trong một cái tô thiệt là to, rồi mình cho nước vào ngâm. Dưới 100 g nhựa đào á, thì Diễm thấy mình cho ít nhất là 2 lít nước ha, tại vì nhựa đào nó hút nước và nó nở rất là nhiều. Nguyên liệu thứ hai mình cần cho món chè này chính là tuyết liên tử, hay còn gọi là sen tuyết hay là bồ mễ. Mình cần 10 g. Cái này thì mình cũng mua trong chợ Á nha. Sen tuyết này á, bây giờ mình cũng cho vào trong một cái tô nhỏ thôi. Rồi mình cho nước vào mình ngâm. Nước thì mình cần khoảng 200 cho tới 300 ml là được. Nguyên liệu thứ ba mình cần cho món chè này đó chính là tuyết yến. Mình cần 5 g nha. Lượng tuyết yến mình cần rất là ít, nhưng mà khi mà mình ngâm á, nó sẽ nở ra nhiều lắm. Mình cũng lấy một cái tô to chút ha, và mình cho tuyết yến vào. Tiếp theo Diễm cho vào khoảng 500 ml nước. Nhựa đào nè ha, tuyết yến và sen tuyết mình sẽ ngâm ở đây và mình để ít nhất là qua đêm ha. Thường á, Diễm ngâm chắc cũng khoảng 16 cho tới 18 tiếng á, rồi Diễm mới mang đi nấu. Cái này là Diễm ngâm được 18 tiếng rồi nè. Để Diễm mở ra cho mình xem. Sen tuyết á, khi ngâm thì nó không có nở nhiều, nhưng nó sẽ ra giống như một chất nhựa, nó sệt như vậy. Sen tuyết rất là giàu năng lượng với nguồn protein thực vật và cũng như chất xơ là có khoáng chất và vitamin phong phú. Vì vậy khi mà mình dùng để nấu chè dưỡng nhan thì bổ dưỡng lắm. Sen tuyết mình đổ ra một cái rây như vậy rồi mình để cho nó ráo nha. Tiếp theo là tuyết yến. Khi mà mình ngâm thì mình thấy nó nở ra rất là nhiều và lúc này nó sẽ có những sợi như vậy. Tuyết yến thì cũng rất là bổ dưỡng luôn. Ngoài tác dụng dưỡng da và làm đẹp, nó còn tăng cường hệ thống miễn dịch nè, cải thiện hệ thống tiêu hóa và cũng giúp mình giảm cân nữa. Tuyết yến này bây giờ mình cũng đổ ra một cái rây, rồi mình để cho ráo nước nha. Nhựa đào khi mà mình ngâm, mình sẽ thấy nó nở ra rất là nhiều. Nhựa đào này thì bây giờ mình phải lựa ra nha, tại vì nó sẽ dính kèm vào trong đó giống như là cái vỏ cây á, nó không có được sạch lắm. Vì vậy mình sẽ lựa ra vỏ cây hay là những cái chất dơ thì mình bỏ đi. Diễm sẽ xả thêm nước vào trong cái thau này để mình dễ dàng mình lựa những cái chất dơ, đồng thời như vậy nó cũng lắng xuống dưới. Nhựa đào có tính mát nhưng mà do cái hàm lượng chất xơ cũng như protein cao á, vì vậy á, khi mà mình dùng mình cũng lưu ý, tức là trẻ em á, thì không nên, và người lớn tuổi cũng vậy. Và khi nếu mà mình có vấn đề về tiêu hóa thì mình cũng không có nên ăn nhiều nhựa đào ha, sẽ gây khó tiêu. Nhựa đào thì rất là tốt nhưng mà có tính hàn, vì vậy mình phải cho thêm táo tàu để trung hòa lại. Mình cần ở đây là 100 g. Táo tàu thì Diễm dùng hiệu này, mình lựa táo tàu càng ngon thì khi mà mình nấu sẽ mùi vị càng thơm và cái nước chè nó cũng ngọt nữa. Táo tàu này mình sẽ cắt ra làm đôi nha, mình không có cần ngâm. Sau khi cắt đôi rồi thì mình cho vào trong cái nồi để mình nấu luôn. Mình lấy một cái nồi to chút ha. Rồi mình cũng cho nhựa đào đã ngâm vào chung luôn. Về lượng nước á, thì Diễm cho 2,5 lít nước. Chè này á, mình nấu loãng chứ không đặc nha. Như vậy thì protein và chất xơ trong nhựa đào mình nấu cho nó mềm á, thì khi ăn nó sẽ dễ tiêu hóa hơn. Bật bếp lên á, mình sẽ để cái lửa lớn và bây giờ mình nấu cho chè sôi lên. Mình dùng muỗng đó mình khuấy sơ ha. Khi mà mình nấu nước bắt đầu nó nóng á, nó sôi lên thì mình thấy bọt rất là nhiều. Vì vậy mình cứ hớt bọt cho sạch nha. Mình chỉ hớt cái phần bọt ở trên thôi. Món chè này là lần đầu tiên Diễm được thưởng thức luôn.
Được anh Phi Hùng chia sẻ công thức rồi còn gửi đồ cho Diễm nấu nữa. Diễm cảm ơn anh rất là nhiều. Khi mà mình thấy nồi chè bắt đầu nó sôi nhiều thì bọt nó cũng nhiều hơn nữa. Nhưng mà mình hạ xuống cái lửa nhỏ hoặc là lửa trung bình nha. Mình giữ làm sao cho cái nồi chè nó sôi nhẹ và mình tiếp tục với mình hớt bọt. Và mình nấu ở cái lửa trung bình này trong khoảng thời gian là 20 phút cho nhựa đào bắt đầu nó nở và nó mềm hơn nữa. Thỉnh thoảng á, mình cũng tới mình đảo lên và nếu mà có bọt thì mình hớt bọt nha. Sau 20 phút á, thì Diễm sẽ lấy sen tuyết nè, Diễm cho vào. Nó sẽ hơi dính trên cái rây chút xíu ha. Và khi mà mình để ráo á, nó sẽ có thêm cái phần nước sệt này nè, mình cũng cho vào chung nồi luôn nha. Rồi mình tiếp tục, mình để cái lửa trung bình này và mình nấu thêm 10 phút nữa. Nếu mà mình thấy sen tuyết nó chưa có tan ra đó, mình dùng muỗng mình tơi ra ha. Lúc này là Diễm đã nấu thêm được 10 phút nữa. Thì mình mới lấy cái tuyết yến đó mình cho vào. Tuyết yến mình cho vào sau cùng và mình nấu thêm 10 phút là mình đã xong chè. Mình đừng có cho sớm thì cái tuyết yến này nó sẽ bị mềm, nó tan ra hết, không có ngon nha. Và chè này á, nếu mà bổ dưỡng á, thì mình ăn như vậy. Nhưng mà để hấp dẫn hơn á, thì mình có thể cho đường. Đường á, thì mình nên dùng đường phèn ha, cho có cái độ ngọt nó thanh. Thường á, đường nếu mà 2,5 lít nước á, thì Diễm cho khoảng 220 gram. Hoặc là ngọt hay là lạt thì tùy cái khẩu vị của mình có thể điều chỉnh. Diễm thì Diễm không cho đường, Diễm thích ăn như vậy hơn. Cái vị thì nó chỉ ngọt rất là nhẹ. Còn nếu mà mình không muốn dùng đường nữa mà mình muốn cái vị ngọt tự nhiên á, thì mình có thể dùng thêm nhãn nhục. Nhãn nhục quá thì thơm nhưng mà cái tính là tính nóng ha. Sau khi cho tuyết yến á, thì mình nấu thêm 10 phút. Mình múc lên mình thấy cái sợi tuyết yến nó trong như vậy là được ha. Mình nấu thêm nữa thì nó sẽ mềm và nó tan ra hết. Đó, như vậy rất là ngon luôn. Vậy là mình đã nấu xong một cái nồi chè dưỡng nhan rồi. Rất là đơn giản và lúc này cái mùi mình thấy nó thơm thoang thoảng, dễ chịu lắm. Nhắc khỏi bếp á, thì mình có thể ăn liền ha. Chè này á, Diễm thấy mình ăn nóng hay ăn lạnh đều ngon. Diễm á, thì Diễm thích ăn lạnh, đợi nguội rồi mình cất vào trong tủ lạnh. Khi nào ăn thì mình cứ múc ra thôi. Cái này thì Diễm thấy tiện lắm, nếu mà nhà mình có tiệc đó thì mình có thể nấu sẵn, mình cất vào trong tủ lạnh. Diễm để được trong tủ lạnh một tuần luôn đó. Nếu mà mình ăn trong gia đình thì một tuần mình ăn 1 tới 2 lần thì rất là tốt. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em nấu được món chè thiệt là ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.